chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy nguy kịch chỉ vì uống nhầm một ly nước mới đây đăng kim khiến cho nhiều khán giả lo lắng khi chia sẻ về việc suýt mất mạng vì uống nhầm một ly nước trong club cụ thể trên trang cá nhân nữ ca sĩ hải ngoại viết hôm nay về đến nhà tôi mới biết mình còn sống tôi vốn dĩ đã không thích mùa halloween từ lúc xảy ra chết người mùa halloween nhiều quá tôi không còn muốn hưởng ứng thậm chí không thích hát ở halloween đó là thật tôi muốn đi chơi thư giãn cho thoải mái đêm qua tôi đi chơi uống nhầm một ly nước trong club Tôi vào một tiếng thấy ngợp thở vì đông quá, tôi ra ngoài chơi thoải mái. Ngồi chơi game một tiếng sau tôi nhòa mắt, gục xỉu tại bàn, tôi hôn mê tim đập nhanh, lúc đó cảm giác giống như mình đang chết. Nói không ra lời, tôi chỉ biết nói một một và bệnh viện, họ chạy đến kịp thời đưa tôi vào cấp cứu, nếu không tôi còn sống để hôm nay viết bài ở đây không? Tôi lúc đó chỉ biết xin lỗi con cái và anh chị em, tôi nghĩ mình phải chết sao? Tôi ráng cố gắng đọc Nam Mô Di Đà Phật, tôi cần phải sống, Cứu tôi cuối cùng tôi cũng được cứu. Tôi tỉnh dậy không còn gì quý giá hơn là mình giữ được mạng sống và học được nhiều bài học cho riêng mình. Đi hát hơn 10 năm, tôi chưa từng uống nhầm và luôn cẩn thận. Vì một phút chốc không cẩn thận, mạng sống sắp không còn nữa. Tôi cảm ơn ông anh đi cùng tôi từ Paris qua tôi. Lúc đó nói anh cứu em. Em còn con gái em. Và em phải sống. Tôi còn nhớ anh trả lời. Anh có chết cũng sẽ cứu em. Thật sự cảm ơn anh. Biết đâu không có anh giúp tôi tôi có còn tồn tại không? Nam Mô Di Đà Phật cảm ơn đời, cảm ơn đã cho con sống để được nhìn đời. Đáng lẽ tôi không biết lên đây, nhưng tôi cần phải nhớ tôi đã chết đi và sống lại. Đăng Kim tin thật là Đỗ Phương Uyển, từng được biết đến là một trong những ca sĩ phong trào nổi tiếng ngày xưa tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, Đăng Kim đang định cư ở Mỹ và là một ca sĩ đắc show tại hải ngoại. Cô hiện đang làm mẹ đơn thân. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ này từng bị hiểu nhầm là người thứ ba xen vào cuộc tình của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy khi mai phương bị bệnh ung thư phổi đăng kim cũng kêu gọi ủng hộ cho nữ diễn viên tuy nhiên nhiều tài khoản mạng xã hội đã vào trang cá nhân của đăng kim tấn công nữ ca sĩ và dùng nhiều lời lẽ thoá mạ cho rằng vì đăng kim mà phùng ngọc huy bỏ rơi mai phương bức xúc trước những ý kiến trái chiều đăng kim livestream khẳng định cô và phùng ngọc huy chỉ là bạn bè tri kỷ phùng ngọc huy nói tôi cần phải kiếm sống để có khả năng hỗ trợ mẹ con mai phương thưa quý vị thính giả từ Mỹ, Phùng Ngọc Huy vừa lên tiếng chia sẻ về mối quan hệ hiện tại giữa anh và Mai Phương cũng như lý do khiến anh chưa thể về Việt Nam thăm bạn gái cũ dù cô đang mắc bệnh ung thư phổi. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy từng có thời gian gắn bó bên nhau, nhưng khi nữ diễn viên phim Những Tiên Thần Áo Trắng mang bầu con gái La Vi, họ chia tay. Phùng Ngọc Huy chọn cách sang Mỹ sinh sống và Mai Phương từng đau đớn tự nhận, bạn trai chọn con đường không có hai mẹ con cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cô và Phùng Ngọc Huy vẫn coi nhau là bạn và cùng có mối quan tâm chung là con gái. Khi Mai Phương bị ung thư phổi, rất nhiều khán giả nhắc lại mối quan hệ giữa cô và Phùng Ngọc Huy, điều này khiến cho nam ca sĩ dù đang ở Mỹ nhưng cuộc sống vẫn rất bị ảnh hưởng, không còn cách nào khác, anh có chia sẻ rất dài gửi tới khán giả. Đầu tiên, Phùng Ngọc Huy khẳng định đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh lên tiếng về sự việc bởi lúc này điều quan trọng nhất không phải là huy mà là sức khỏe của mai phương và cuộc sống của bé la vi phùng ngọc huy nhận là có lỗi khi không lo lắng được cho hai mẹ con mai phương nhiều hơn nhưng anh khẳng định chưa bao giờ bỏ bê họ nam ca sĩ đưa ra dẫn chứng huy ở bên phương trong giây phút vượt cạn cùng tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con mặc dù khi đó huy và phương không đủ duyên nợ để đi tiếp cùng nhau nhưng cả hai đều mong muốn giữ mối quan hệ thật tốt vì la vi sau khi Huy sang Mỹ định cư, lúc La Vi lên 2 tuổi, Huy và Phương vẫn là những người bạn tốt của nhau, vẫn giữ liên lạc thường xuyên, vẫn FaceTime để La Vi không quên mặt ba. Phương cũng hiểu tình hình của Huy nên không đòi hỏi chu cấp, nhưng tỉnh thoảng Huy vẫn gửi quà và hỗ trợ một phần nhỏ để lo cho bé La Vi. Cũng theo Phùng Ngọc Huy, anh biết tin Mai Phương bị bệnh ung thư phổi 2 tuần trước, lúc đầu anh không tin đó là sự thật và còn khuyên bạn gái cũ đi khám lại ở vài nơi cho chắc chắn tuy nhiên kết quả cuối cùng khiến anh hụt hẫng cộng thêm sự tấn công của cộng đồng mạng khiến anh hoàn toàn suy sụp phùng ngọc huy cho hay trong thời gian qua ngoài việc công kích trên trang cá nhân có người còn tới tận nhà anh đập cửa phá rối hay đe dọa các bồ sơ mời anh biểu diễn phùng ngọc huy chia sẻ lý do chưa thể về thăm bạn gái cũ huy rất 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 muốn bay về ngay với phương và la vi huy ước mình có thể làm được điều gì đó nhưng hiện giờ vì và lý do bất khả kháng nên huy chưa thể về ngay được huy mong là trong thời gian gần vấn đề của huy có thể giải quyết ổn thỏa lúc đó huy sẽ lập tức bay về việt nam dù chưa thể ở bên cạnh bạn gái cũ nhưng phùng ngọc huy cho biết anh vẫn luôn an ủi cô liên lạc với những người chăm sóc cô để cập nhật tình hình của cả hai mẹ con ngược lại mai phương cũng khuyên anh đừng buồn vì những công kích không hay trên mạng phùng ngọc huy nhắn nhủ khán giả các bạn ơi huy cần phải kiếm sống để còn có thể có khả năng hỗ trợ mẹ con phương chẳng những trong lúc này mà còn trong tương lai của bé la vi nếu phương mang bệnh còn huy cũng mất đi phương tiện kiếm sống thì sau này bé la vi sẽ như thế nào đây còn trong mối quan hệ của phương và huy chuyện tình cảm là chuyện của hai người huy chỉ có thể nói là hiện giờ huy và phương vẫn là những người bạn tốt quan tâm lẫn nhau vì có chung tình yêu là bé la vi xin các bạn giúp huy và phương giữ được mối quan hệ đẹp này có đến với ai hay đồng hành cùng ai thì cũng đều là sau khi Huy và Phương đã không còn bên nhau. Xin các bạn tôn trọng quyền tiên tư của Phương và Huy mà không đào sâu vào vấn đề này để gây ảnh hưởng đến tinh thần của cả hai. Khi một người thì đang chữa trị bệnh và một người thì đang cần mưu sinh. Cuối cùng, Phùng Ngọc Huy nói Huy không bào chữa hay biện minh cho những thiếu sót của mình nhưng nếu các bạn thật sự thương mai phương và bé la vi thì trong lúc này xin dành thời gian để cầu nguyện cho mai phương được sớm vượt qua bạo bệnh để có thể khỏe lại và tiếp tục con đường nghệ thuật cống hiến đến khán giả những bộ phim vở kịch và bài hát thật hay xin giúp huy giữ cho mai phương tinh thần tốt nhất không bận lòng để tập trung chữa trị Phùng Ngọc Huy viết tâm thư sau khi bị chỉ trích bỏ rơi Mai Phương. Thưa quý vị tín giả thân mến, sau nhiều ngày im lặng mới đây, Phùng Ngọc Huy đã lên tiếng trước sự việc anh bị cộng đồng mạng chỉ trích vô trách nhiệm, bỏ rơi mẹ con diễn viên Mai Phương. Ngay sau khi thông tin diễn viên Mai Phương bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cái tên Phùng Ngọc Huy bắt đầu được khán giả nhắc đến nhiều không kém nữ diễn viên. Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích Phùng Ngọc Huy bỏ rơi Mai Phương khi cô đang mang thai con gái của anh. Cùng với đó là sự vô trách nhiệm của nam ca sĩ khi bị bạn gái cũ đang phải nằm viện điều trị bạo bệnh. Sau nhiều ngày im lặng trước làn sóng tẩy chay, Phùng Ngọc Huy quyết định lên tiếng về sự việc này thông qua một tâm thư khá dài được chia sẻ trên trang cá nhân. Nam ca sĩ nói, những ngày qua Huy chịu rất nhiều áp lực và chỉ trích, thậm chí chữa trũa và kêu gọi tẩy chay. Và cho đến giờ chuyện này đã đi quá xa, làm ảnh hưởng đến gia đình của Huy và nhất là ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của Mai Phương, nên hôm nay Huy buộc phải lên tiếng. Phùng Ngọc Huy nhận lỗi vì đã không chăm sóc được cho mẹ con Mai Phương, tuy nhiên anh khẳng định mình không bỏ rơi bạn gái cũ và con gái 5 tuổi. Bên cạnh đó, năm ca sĩ cho biết anh vẫn giữ liên lạc với mẹ con cô sau khi sang Mỹ định cư. Phùng Ngọc Huy chia sẻ, Huy có lỗi khi đã không lo lắng được cho mẹ con Mai Phương nhiều hơn, nhưng Huy chưa hề bỏ bê mẹ con Phương. Huy ở bên Phương trong giây phút vượt cạn cùng tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con. Mặc dù khi đó Huy và Phương đã không đủ duyên nợ để đi tiếp cùng nhau, nhưng cả hai đều mong giữ mối quan hệ thật tốt vì La Vi. Sau khi Huy sang Mỹ định cư lúc La Vi lên 2 tuổi, Huy và Phương vẫn là những người bạn tốt của nhau. Vẫn giữ liên lạc thường xuyên, vẫn FaceTime để La Vi không quên mặt ba. Phương cũng hiểu tình hình của Huy nên không đòi hỏi chu cấp, nhưng thỉnh thoảng Huy vẫn gửi quà và hỗ trợ một phần nhỏ để lo cho bé La Vi. Phùng Ngọc Huy cảm thấy hụt hẫng, sốc và buồn khi biết tin Mai Phương Lâm trọng bệnh vì một số lý do nên anh không thể lập tức trở về Việt Nam dù đang rất nóng lòng được về thăm mẹ con cô. Tuy nhiên nam ca sĩ cho biết anh vẫn hỏi thăm và động viên tinh thần Mai Phương mỗi ngày. Nam ca sĩ nói thêm, trong những ngày vừa qua khi biết tin Phương Lâm bệnh, Huy sốc và buồn hai tuần trước lúc mới biết tin huy còn không thể tin được sự thật và còn khuyên phương đi khám lại vài nơi cho chắc chắn nhưng điều không ai mong muốn đã là sự thật huy hụt hẫng và dưới sự tấn công dồn dập từ cộng đồng mạng huy hoàn toàn suy sụp tinh thần huy rất muốn bay về ngay với phương và la vi huy ước mình có thể làm được điều đó nhưng hiện giờ vì một vài lý do bất khả kháng nên huy chưa thể về ngay được huy mong thời gian ngắn vấn đề của huy có thể giải quyết ổn thỏa lúc đó huy sẽ lập tức bay về việt nam Huy vẫn liên lạc với Phương mỗi ngày để động viên và ủng hộ tinh thần cho Phương. Khuyên Phương phải luôn kiên kỳ và giữ tâm thái thật tốt để chống chọi với bệnh tật. Bên cạnh đó, Huy cũng thường xuyên liên lạc với những người bên cạnh, chăm sóc Phương để cập nhật tình hình sức khỏe của Phương và cuộc sống của bé La Vi. Phùng Ngọc Huy cho biết, trong những ngày qua bên cạnh việc tấn công vào trang cá nhân, nhiều người quá khích đã đến tận nhà anh đào cửa phá rối và có những lời nói không hay đến ba mẹ và gia đình nam ca sĩ. Bạn trai của Mai Phương nói, đối với Huy vài ngày gần đây, mỗi khi Huy đăng lịch diễn hay poster show, các bạn vào để lại những bình luận rất nặng nề và khiếm nhã, thậm chí đe dọa bầu show nếu có sự xuất hiện của Huy sẽ tới phá đối. Các bạn ơi, Huy cần phải kiếm sống để còn có thể có khả năng hỗ trợ mẹ con Phương. Chẳng những trong lúc này mà còn trong tương lai của bé La Vi, nếu Phương mang bệnh còn Huy cũng mất đi phương tiện kiếm sống, sau này bé La Vi sẽ như thế nào đây? Nói về mối quan hệ hiện tại của mình và nữ diễn viên 33 tuổi Phùng Ngọc Huy cho biết, Huy chỉ có thể nói hiện giờ, Huy và Phương vẫn là những người bạn tốt, quan tâm lẫn nhau vì có chung một tình yêu là bé La Vi. Xin các bạn giúp Huy và Phương giữ được mối quan hệ đẹp này. Có đến với ai hay đồng hành cùng ai cũng đều là sau khi Huy và Phương đã không còn bên nhau cuối tâm thư phùng ngọc huy mong mọi người ngừng chỉ trích mình và gia đình anh bên cạnh đó nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người luôn túc trực chăm sóc cho mai phương và con gái là phi trong những ngày qua phùng ngọc huy chia sẻ là sau cùng Huy tha thiết gửi đến những người yêu thương Mai Phương. Huy không bào chữa hay biện minh cho những thiếu sót của mình. Nhưng nếu các bạn thật sự thương Mai Phương và bé La Vi, lúc này xin dành thời gian để cầu nguyện cho Mai Phương được sớm vượt qua bạo bệnh. Để có thể khỏe lại và để tiếp tục con đường nghệ thuật của mình, cũng hiến đến khán giả những bộ phim, vở kịch và bài hát thật hay. Xin giúp Huy giữ cho Mai Phương tinh thần tốt nhất, không bận lòng để tập trung chữa trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.